Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin y tế ngày mùng 3 tháng 11 do báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin y tế như sau. Thứ trưởng Bộ Y tế, các nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam cùng nhau phát huy nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới. Đắk Lắk ghi nhận trường hợp trở về từ Nam Phi nghi mắc động mùa khỉ. Ca Covid-19 tăng lên gần 800, có một bệnh nhân ở Tây Ninh tử vong, người sốc phản vệ sau khi ăn canh chua bạc hà. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 75 mổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh. Sốt xuất huyết có lây qua đường tình dục hay không? chuyên gia chỉ cách phát hiện trẻ mắc viêm phổi sớm nhất tại nhà. 4 triệu người Việt mắc hen phế quản. Cần làm gì để giảm nguy cấp trên bệnh nhân? Mở đầu bản tin sẽ là thông tin tại hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 với sự hiện diện của thứ trưởng Bộ Y tế cùng các y bác sĩ, nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực y tế. Theo đó, chiều ngày 2 tháng 11, phát biểu tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, Hội nghị lần thứ 21 cũng là dịp kỷ niệm tròn 40 năm hình thành và phát triển của hội nghị. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Hội nghị là diễn đàn lớn của các nhà khoa học trẻ ngành y tế cả nước, là nơi trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, là kiến thức mới trong lĩnh vực y dược học, tiếp cận và hội nhập với sự phát triển của khoa học thế giới. Đồng thời, tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ về chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho hay, tại hội nghị này, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức đánh giá, xếp loại đề tài, lấy chất lượng làm thước đo giá trị thông qua các tiêu chí khoa học cụ thể, cập nhật đây là sự thay đổi nhằm từng bước nâng cao chất lượng của các công trình, nhưng vẫn động viên, khuyến khích tuổi trẻ các trường tích cực thực hiện nghiên cứu khoa học hơn nữa. Một trong những điểm nhấn của hội nghị lần này là sự ra mắt chính thức của mạng lưới khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu. Mạng lưới khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu là tổ chức thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và là tổ chức tự nguyện của những nhà khoa học trẻ có nghiên cứu trên lĩnh vực y tế, hoạt động tại Việt Nam và trên toàn thế giới vì sự phát triển của ngành y tế. Có 5 mục đích chính. Thứ nhất, tạo kênh trao đổi giữa các trí thức trẻ nghiên cứu trong lĩnh vực y tế đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước để thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ ngành y tế người Việt cho đất nước. Thứ hai, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng trí thức trẻ nghiên cứu y tế trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thứ ba mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu là kênh tham vấn để chính phủ và các lực lượng trong nước đặt hiệu quả đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cũng như những khó khăn thách thức của đất nước trong lĩnh vực y tế thứ tư mạng lưới là kênh thông tin tăng cường công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ phát triển sản phẩm liên quan đến sức khỏe thứ năm mạng lưới được tổ chức hiệu quả công khai và minh bạch tạo ra sự lan tỏa cũng như đem lại lợi ích cho cộng đồng Sáng nay ngày 3 tháng 11, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp người dân biểu hiện mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch từ Nam Phi trở về, nghi mắc động mùa khỉ. Trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống, đại diện lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Cục đã nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về trường hợp nghi mắc động mùa khỉ. Cục đã có những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch theo đúng quy định. Về trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ này, bệnh nhân là nam, sinh năm 1963, trú tại huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai của bệnh nhân này, ngày 19 tháng 10 năm 2022, bệnh nhân đi máy bay từ Việt Nam sang đất nước Nam Phi để du lịch. Trong thời gian du lịch, bệnh nhân đi nhiều nơi và tiếp xúc, nói chuyện, bắt tay với nhiều người. Ngày 26 tháng 10, bệnh nhân đi máy bay về lại Việt Nam tại sân bay Nội Bài, có quá cảnh tại sân bay Singapore, sau đó, đi máy bay về tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11, bệnh nhân có tiếp xúc với mọi người trong gia đình và người xung quanh. Đến ngày mùng 1 tháng 11, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nốt mụn đỏ ở bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Hiện tại, bệnh nhân đã khỏe mạnh, không sốt, đau mỏi các khớp toàn thân, nổi nhiều mụn đỏ ở bụng và lưng. Những trường hợp tiếp xúc gần chưa có biểu hiện bất thường khác. Nhận được thông tin, ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, điều tra, xác minh trường hợp nghi mắc bệnh, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Đồng thời, lấy mẫu dịch từ vết tổn thương mụn đỏ trên da và ngoáy họng của bệnh nhân, gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm. Trước việc ghi nhận một trường hợp bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và các yếu tố dịch tễ phù hợp chuẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Đắk lắc đã có công văn khẩn chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo là những cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 tăng vọt lên 756, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày, có gần 350 bệnh nhân khỏi và một trường hợp tại Tây Ninh tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.504.091 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị bệnh COVID-19, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 344 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.603.942 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 53 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 3 ASEAN. Chiều ngày mùng 2 tháng 11 thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 trường hợp bị sốc phản vệ độ 2 sau khi ăn canh gà lá giang bạc hà. Những bệnh nhân này làm chung công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, cả 5 người đều có triệu chứng ngừa lưỡi, đau họng, khó thở, một trường hợp thêm có biểu hiện sưng môi. Các bệnh nhân bị sốc phản vệ với dòng mùng khiến thanh quản phù nề, gây tắc nghẽn đường thở. Người bệnh đã được tiêm bắp chống sốc theo phác đồ của Bộ Y tế, theo dõi sát các chỉ số huyết áp, mạch, nhịp thở, SpO2, chi giác, thể tích nước tiểu. Sau 3 tiếng cấp cứu, 5 bệnh nhân hết ngứa, giảm sưng môi, không còn khó thở. Người bệnh được theo dõi tiếp theo trong 24 giờ, phòng trường hợp triệu chứng sốc phản vệ tái diễn, nguy hiểm đến tính mạng. Hiện các bệnh nhân đã khỏe và xuất viện. 5 trường hợp trên đến bệnh viện nhanh chóng, điều trị kịp thời nên tình trạng cải thiện ngay lập tức. Nếu trần trừ khi nhập viện, người bệnh có thể rơi vào sốc phản vệ độ 3, nguy kịch đến tính mạng vì đường thở bị tắt nghẽn, dẫn đến ngừng hô hấp nhanh chóng. Bạc hà, miền Bắc gọi là dọc mùng, là cây thuộc họ giấy, thường được dùng để nấu canh chua. Trong bạc hà có chứa phốt pho, kali, canxi, magie, sắt, đặc biệt là nhiều chất xơ cản trở sự hấp thu cholesterol. Bạc hà có vị nhạt, tính mát, không độc, với tác dụng giảm đờm, chữa mụn nhọt, ghẻ, sưng bàn tay và bàn chân. Một số người có cơ địa dị ứng khi ăn bạc hà sẽ dễ bị ngứa lưỡi, ngứa gian trong cổ họng, phát ban, sưng môi, thậm chí là khó thở, tắc thở hoặc ngất xỉu. Bạc hà có thể gây sốc phản vệ nhanh chóng từ khoảng vài phút đến một tiếng sau khi ăn. Những người có cơ địa dị ứng mạnh với bạc hà sẽ trở nặng, thậm chí là tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Kính thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết thời gian gần đây vẫn tiếp tục gia tăng nhanh chóng và diễn biến rất nguy hiểm. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh mới phát hiện thêm 75 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh. Trong tuần 44, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1628 ca bệnh, giảm 27% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca nội trú giảm gần 34% và ngoại trú giảm 21%. Trong tuần cũng không ghi nhận báo cáo trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp, tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 75 ổ dịch sốt xuất, xuất huyết mới phát sinh ở 44 phường xã thuộc 12 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 175 ổ dịch và có một phường xã xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 231 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch các điểm nguy cơ tại 118 phường xã thuộc 19 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 70.370 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 1.600 ca, tỷ lệ ca tăng nặng trên tổng số ca mắc tính đến tuần 44 là 2,3%, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay, khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp và điều trị kịp thời. Thông tin trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, các nhà chức trách Tây Ban Nha đã báo cáo về khả năng lây chuyển bệnh xuất xuất huyết qua đường tình dục giữa hai người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới MSM tại thành phố miền trung Tây Ban Nha. WHO đánh giá, chưa có tài liệu nào cho thấy sự lây truyền qua đường tình dục trong nhóm NSM. Do đó, con đường lây truyền sốt xuất huyết qua đường tình dục có thể xảy ra là một điều bất thường. Tuy nhiên, đã có một số bằng chứng trong các tài liệu cho thấy virus sốt xuất huyết có thể có trong tinh dịch của nam giới bị nhiễm bệnh hoặc trong dịch tiết âm đạo của phụ nữ bị nhiễm bệnh. Còn theo Academic, trong một nghiên cứu, tinh dịch thu được từ các bệnh nhân nam mắc bệnh sốt xuất huyết được phòng thí nghiệm xác nhận đã được công bố vào năm 2018. Các tác giả chỉ thu nhận thông tin về 5 bệnh nhân tại một bệnh viện ở Singapore. Tinh dịch được thu nhập vào khoảng thời gian trung bình là 5 ngày sau khi bắt đầu sốt khoảng 3 đến 6 ngày. Tuy nhiên, virus này không được phát hiện bằng PCR trong bất kỳ tinh dịch nào, cho thấy không có khả năng virus tiết vào tinh dịch. Với những chứng cứ khoa học hiện tại, virus dengue lây truyền chủ yếu là do mũi vằn đốt, không thể tự lây trực tiếp từ người sang người. Tuy nhiên, một người bị nhiễm và đang mắc số sốt xuất huyết có thể lây truyền cho các loại mũi khác. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do mũi đốt mà loài muỗi này là con trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Qua vết đốt, virus từ tuyến nước bọt của muỗi sẽ vào máu người, rồi gây bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận kịp thời phát hiện ca bệnh, quan sát bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào của bệnh sốt xuất huyết nặng và xử trí ca bệnh là những yếu tố quan trọng cần quan tâm để ngăn ngừa bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Thưa quý vị, viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là trong thời gian ra mùa. Nếu phát hiện muộn và không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ có thể gặp các biến chứng như tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, áp xe phổi, thậm chí là tử vong. Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới ghi nhận khoảng 150 triệu trẻ bị viêm phổi, trong đó có tới 11 triệu trẻ phải nhập viện điều trị. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2,9 triệu trẻ mắc viêm phổi. Việt Nam cũng là một trong 15 quốc gia có lượng trẻ mắc viêm phổi nhiều nhất trên thế giới. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 4.000 trẻ em tử vong do viêm phổi. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang vào thời gian chuyển mùa, số trẻ mắc các bệnh về hô hấp như viêm phế quản, viêm đường hô hấp, viêm phổi ngày càng tăng cao. Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, từ tháng 8 tới nay, trẻ em mắc bệnh đường hô hấp đến khám tăng mạnh. Thời gian đỉnh dịch, số bệnh nhân điều trị nội trú đã tăng gấp đôi so với số giường bệnh mà bệnh viện có. Tới thời điểm hiện nay, số lượng bệnh nhân đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn ở mức cao nên phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Hiện nay vẫn còn rất nhiều phụ huynh nhầm lẫn viêm phổi với các bệnh khác như cúm, viêm phế quản, dẫn tới tình trạng trẻ nhập viện muộn trong tình trạng nặng. Theo trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 1, việc phát hiện trẻ bị viêm phổi sớm rất quan trọng. Nếu trẻ được phát hiện trễ, bệnh chuyển nặng có thể khiến trẻ gặp các biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ Tuấn chia sẻ, phụ huynh có thể phát hiện trẻ bị viêm phổi sớm nhất bằng cách quan sát và tính nhịp thở của trẻ. Thở nhanh, thở bất thường được coi là triệu chứng đầu tiên cảnh báo viêm phổi ở trẻ. Theo đó, phụ huynh chỉ cần một chiếc đồng hồ có kim dây đã có thể phát hiện được dấu hiệu thở nhanh của trẻ. Tốc độ thở được coi là nhanh bất thường ở trẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng độ tuổi của trẻ. Đặc biệt, các bệnh về hô hấp thường có biểu hiện là ho, nhưng mức độ nặng nhẹ của bệnh không liên quan tới ho ít hay ho nhiều. Để nhận biết được dấu hiệu viêm phổi của trẻ nặng hay nhẹ, đã cần thiết phải nhập viện hay chưa thì phụ huynh hãy cho trẻ nằm yên trên giường hoặc trên tay ba mẹ. Sau đó, quan sát lồng ngực và bụng khi bé thở. Nếu trẻ có dấu hiệu khó thở, thở co lõm lồng ngực khi hít thở thì phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời, vì đây chính là dấu hiệu cảnh báo trẻ đã bị viêm phổi nặng. Đồng thời, trẻ bị viêm phổi nặng cũng có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, khó khè, không thể uống được thuốc, ăn uống kém nôn ói, các triệu chứng bệnh không thuyên giảm khi điều trị ngoại trú. Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới đối tượng như trẻ nhũ nhi, trẻ có bệnh nền, trẻ bệnh lý bẩm sinh, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch. Những đối tượng này khi mắc các bệnh viêm phổi, tỷ lệ trở cao là rất nặng, dễ gặp phải các biến chứng nặng, thậm chí là tỷ lệ tử vong cũng cao hơn so với các đối tượng khác. Để phòng bệnh cho trẻ, bác sĩ khuyên rằng phụ huynh nên cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, vệ sinh mũi miệng cho trẻ sạch sẽ, đồng thời cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của bé. Người chăm trẻ cần vệ sinh sạch sẽ trước khi chăm bé, hạn chế cho trẻ tới những nơi đông người. Thưa quý vị, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen trung bình vào khoảng 3,9% dân số, tương đương với khoảng 4 triệu người mắc và khoảng từ 3 đến 4 nghìn người tử vong mỗi năm. Quản lý tốt bệnh hen là một trong những ưu tiên của Việt Nam, thể hiện qua chiến lược quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Hen phế quản là bệnh lý đường hô hấp mãn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm và hẹp đường thở, thường gặp ở mọi lứa tuổi và ảnh hưởng đến 1 đến 18% dân số tùy theo mỗi quốc gia. Bệnh hen ảnh hưởng đến 358 triệu người trên toàn thế giới. Hiện chưa có đủ bằng chứng về nguyên nhân gây ra bệnh. Tuy nhiên, yếu tố di truyền và yếu tố môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen trung bình khoảng 3,9% dân số, tương đương với khoảng 4 triệu người mắc trong đó có khoảng 3.000 đến 4.000 người tử vong mỗi năm. Các chuyên gia nhấn mạnh, hen phế quản là bệnh viêm mạn tính đường dẫn khí, điều này dẫn tới tình trạng tăng phản ứng đường thở và giới hạn luồng khí, tái diễn nhiều đợt. Chính vì vậy, chủ động kiểm soát nền viêm là then chốt trong điều trị hen phế quản. Quản lý tốt bệnh hen là một trong những ưu tiên của chính phủ và ngành y tế Việt Nam, thể hiện qua chiến lược quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm năm 2015-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin y tế lúc 20 giờ tối mai.